Ê, chờ tôi lâu không? Không, tôi cũng mới tới à. Bà ngồi xuống đi, tôi gọi nước cho bà rồi nè. Wow, cảm ơn bà nha. Ừ, không có gì. Nguyệt nè, bà biết chỗ nào bán canh gà tầm thuốc bắc ngon không? Mẹ tôi mới vừa bệnh dậy á, cho nên là chiều nay tan sở, tôi tính là mua về tẩm bổ cho mẹ. Ủa mà sao bà không tự nấu đi, vừa ngon lại vừa tình cảm nữa. Ờ, tôi cũng tính vậy, nhưng mà chắc là khó nấu đúng không? Trời, món đó dễ làm lắm. Hôm bữa mình thấy trên chương trình món ngon mỗi ngày có hướng dẫn đó. Mẹ có coi không? Vậy hả? Ổn quá à. Tôi bỏ lỡ chương trình đó rồi. Giờ làm sao? Đây nè. Đầu bếp Dự Thảo cùng với Kim Thảo xin chào đón tất cả quý vị đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Trong chương trình ngày hôm nay, Dự Thảo sẽ giới thiệu đến với quý vị khán giả món canh gà thuốc bắc. Để thực hiện món canh gà thuốc bắc, quý vị khán giả cần chuẩn bị 500g gà ta khoảng nửa con, các vị thuốc bắc, 50g hạt sen, 50g củ sen, 30g cà rốt, một ít hành lá, các loại gia vị thông thường và hạt nêm aji ngon. Đầu tiên là cô sẽ sơ chế những cái loại rau củ trước ha. Dạ. Cô sẽ dành cái phần cho Kim Thảo, đó là tỉa hoa cái cà rốt này. Dạ. Sau đó thì chúng ta sẽ cắt củ sen ra. Củ sen mua về quý vị khán giả rửa cho thật là sạch cái phần bùn ở phía bên ngoài đi. Chúng ta gọt bỏ phần vỏ, ngâm cái củ sen này vào trong nước, có vắt một miếng chanh để giữ cho cái phần củ sen được trắng. Và sau đó thì chúng ta sẽ cắt khoanh ra. Hành lá thì chúng ta sẽ cắt nhỏ ra. Phần cà rốt tương tự giống như là củ sen vậy thì quý vị khán giả cũng sẽ cắt cái độ dày khoảng chừng 3-4 ly. Bây giờ tất cả các nguyên liệu đã sẵn sàng rồi. Trước khi mà chúng ta chặt gà ra thành miếng á, thì quý vị khán giả sẽ đặt lên bếp một cái nồi, chúng ta cho vào khoảng 2 lít nước. Trong khi chờ cho nước sôi á, thì quý vị khán giả sẽ chặt gà ra thành miếng vừa ăn. Khi mua gà về á, tốt nhất là chúng ta sử dụng gà ta vì gà ta rất là thích hợp cho các món hầm. Khi chúng ta mua gà ta về chúng ta hầm trong thời gian lâu như vậy á, thì cái nước hầm sẽ rất là ngọt và đồng thời thịt gà nó có độ chắc rất là ngon. Đầu tiên là chúng ta sẽ lách vào phần khớp và chúng ta sẽ chặt cái phần cánh ra trước. Yeah. Sau khi mà chúng ta đã chặt gà xong rồi á, nước cũng đã bắt đầu nóng rồi. Quý vị khán giả nhớ lưu ý một cái điểm nhỏ này nữa là trước khi mà chúng ta cho gà vào trong cái nước canh để mà chúng ta nấu canh á, thì chúng ta sẽ nêm gia vị vào. Khi chúng ta nêm gia vị vào trong nước canh rồi á, chúng ta mới cho gà vào. Thì trong quá trình chúng ta hầm á, thì cái gia vị này nó sẽ thấm từ từ vào trong gà và làm cho cái phần thịt gà khi chúng ta ăn, chúng ta thưởng thức á, sẽ có cái vị đậm đà và ngon hơn. Chúng ta sẽ cho vào 4 muỗng canh hạt nêm aji ngon. Sau đó chúng ta sẽ cho thêm 1 muỗng canh đường và cuối cùng là nửa muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto. Quý vị khán giả sẽ tiếp tục cho gà vào cùng với lại các nguyên liệu khác. Phần thuốc bắc này chúng ta sẽ hầm thật là lâu, thật là kỹ với lại gà. Và khi chúng ta hầm thật là kỹ gà đó thì gà mềm rồi thì các vị thuốc bắc này cũng mềm nhừ thì nó mới tác dụng hết được tác dụng của loại thuốc. Cho hết thuốc bắc vào, hạt sen, củ sen và cà rốt cũng là những cái nguyên liệu mà chúng ta cần phải nấu lâu thì mới ngon. Hạt sen chúng ta cũng cho vào chung luôn. Dạ. Cà rốt vào luôn. Cà rốt chúng ta cũng cho chung vào. Cô ơi, món canh này mình phải hầm trong bao nhiêu lâu thì sẽ được hả cô? Chỉ mất khoảng chừng 15 phút thôi là được rồi. Dạ. Nhưng mà đối với món canh gà thuốc bắc thì chúng ta đã chọn nguyên liệu thịt là thịt gà nè. Rồi các loại thuốc bắc nữa, muốn cho tất cả những cái nguyên liệu này chín mềm và nó ra hết cái tác dụng của các vị thuốc á, dạ, thì quý vị khán giả phải hầm đến 1 tiếng thì tất cả những nguyên liệu này mới mềm và ngon. Vậy thì trong quá trình hầm á, cô có phải nêm thêm gia vị không? Đối với món canh gà thuốc bắc á, thì quý vị khán giả nhớ lưu ý là chúng ta nêm gia vị vừa phải thôi để cho cái vị nó có cái vị ngọt thanh chứ nó không có quá đậm đà. Vì như vậy thì nó mới giữ nguyên những cái hương vị của thuốc bắc trong đó. Dạ em nhớ rồi. Quý vị khán giả ơi, chúng ta cùng lưu ý lại điều này nha. Là món canh của chúng ta không nên nêm vị quá đậm đà sẽ không ngon đâu. Chúng ta nên nêm vị vừa phải thôi, thanh nhẹ. Như vậy thì mới có thể nổi bật lên cái hương vị riêng đặc trưng của thuốc bắc. Bây giờ nồi canh đã được rồi. Quý vị khán giả sẽ tắt bếp và chúng ta sẽ múc cái phần canh này ra tô nè. Cô sẽ cho một nhánh ngò lên để trang trí. Và sau đây là đến phần cảm nhận của Kim Thảo. Cô sẽ múc cho Kim Thảo một chén canh gà thuốc bắc. Dạ. Rồi mời em. Em cảm ơn cô.
nước canh rất là vừa ăn. Đúng như cô nói là chúng ta chỉ cần nêm một lần thôi trước khi mà bỏ gà vào. Cho nên là nó có cái vị rất là thanh nhẹ nè. Và thơm ơi là thơm, vị đặc trưng của thuốc bắc. Dạ đúng rồi, gà thì đã chín mềm rồi nhưng mà không hề bị nát nha quý vị. Củ sen thì Kim Thảo ăn thử, cảm thấy là nó rất là thấm vị nhưng mà vẫn còn giữ được cái độ giòn của củ sen, ăn rất là ngon. Và với một cái món canh như thế này, vừa ngon như vậy mà lại vừa bổ dưỡng rất là tốt cho sức khỏe, thì tại sao chúng ta không làm thử để có thể bồi bổ cho bản thân nè, rồi có thể bồi bổ cho tất cả các thành viên trong gia đình của mình nữa. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay đầu bếp Dự Thảo hướng dẫn cho chúng ta món canh gà thuốc bắc, là một món canh rất là bổ dưỡng và ăn rất là ngon. Quý vị hãy thử làm nhé. Và nếu như mà không nhớ hết tất cả những bí quyết của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay thì có thể lên trang web mongonmoingay.com hoặc tìm từ khóa món ngon mỗi ngày để đến trang web của chương trình. Hãy làm thử và chia sẻ cảm nhận cho chúng tôi ở hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc là quý vị cũng có thể gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam, số điện thoại 083 823 7557. Đến đây thì thời lượng của chương trình Món ngon mỗi ngày ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Đầu bếp Dự Thảo cùng với Kim Thảo xin được nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.